Đây nè cô chú ơi, bữa nay chay đi học múa nha. Bữa nay người ta có đồ đàng hoàng rồi nha. Hồi bữa ngày đầu tiên là người ta chưa có đồ, là vô đi phải mặc cái đồ dạy cô giáo nó không sao hết. Nhưng mà hả, sau cái ngày là đây là đồ múa ba lê của anh ta nè, dễ thương chưa? Múa lê đấy. Thương không? À, thấy chưa chưa cô chú ơi, chút nữa chơi nhưng chơi múa sao chơi múa cho mẹ coi coi. Rồi bữa nay đi đã cái quên mang đôi giày coi được không. Cái Ngọc nói cô giáo, nói cô giáo ơi bán tôi đôi giày, cô giáo nói thôi để cho nó đi chân không đi chứ khỏi cần mua chi, ở nhà có mà, nó đâu có phải chuyên nghiệp đồ dữ lắm đâu, dù bày đặt mang giày đồ cho đủ bộ đồ đi. Mới học 2 ngày mà bày đặt chi khờ khổ vậy. À, nay là người ta chơi là người ta chơi đúng bộ để múa đó nha. Hồi bữa cô chú nói hả, đi học đồ múa mà mặc quần jogger với lại cái áo sweater, tại vì mới gấp mới chưa học hả? Ừ đúng rồi, áo đó áo nhảy đó, mẹ hỏi chơi chọn màu nào chị đó, chơi chọn màu đó đó. Ừ. Nên thân ghê á, đi đã quên đem đôi giày múa, có mua hết rồi đó, mặc đồ đó cho khỏe. Uống cà phê phải không, ăn bước phim hả? Ok ăn bước phim đi. Này mày lấy cho. Ups. Liếm nè, liếm nè. Liếm nè. Liếm đây. Đúng rồi. Chuẩn bị 10 phút nữa là nó nghe nè. À. Đó, cô chú coi cái tướng múa nha chưa? Người ta chưa vô múa là người ta nhón chân rồi đó. Chịu không ha, chứ không ai giỡn đâu. Ngọc đăng ký cho nó 2 lớp, mà một cái lớp là chiều thứ tư với một cái lớp là sáng thứ năm, mà cái đó người ta chỉ có 2 lớp thôi. Nếu mà mình đó hả không đi học một cái lớp á thì đó, hả là không có đi học lại được cái lớp nào nữa. Ý là Ngọc ví dụ như mình bận mình không đi tới được cái lớp ngày đó đó, là thường thường á là người ta cho mình học bù lại đúng không, nhưng mà hả nó đã học 2 lớp rồi nên là không có được bù vô cái nào hết, nên Ngọc Ngọc phải bỏ một cái lớp thôi, phải bỏ một lớp chiều thứ tư, nên là chỉ đi học sáng thứ năm thôi. Chứ chứ vậy là đâu có được bầu bù vô lớp nào đâu. Thứ năm đã đi học của ngày thứ năm, thứ tư đã đi học của ngày thứ tư. Nên là chỉ vậy thôi. Bơi, múa với cảm thụ âm nhạc. Rồi á, hôm qua không có quay clip cho chay á. Cô chú nói á, cái gì đó. Cô chú nói là cái lớp mà cảm thụ âm nhạc của chay. Rồi vô nhảy đi chay. Cô chú nói, trời ơi trong đây có kiếm, có gương đồ dữ lắm nha. Nó nghe nè, để chùi miệng coi. Ai? Không có cô chuẩn bị chút vô liền. Cô chú nói hả là lớp đó chay không có tập trung rồi, nên dạy chay tính tập trung rồi, này kia, nói chung cô chú cũng bình luận nhiều. Nhưng mà cô chú biết không, ngày đầu tiên của em đó nên là nó sẽ có những cái nó tưởng là vô cái lớp này là sẽ nhảy múa hay là sẽ vô đồ chơi nào. Nhưng mà biết làm sao không, nó ngày đầu tiên của nó đó, cái lớp học là toàn về lý thuyết của nhạc không à, nên là đứa con nít 3 tuổi nó cũng chưa biết gì, như nó ngơ ngơ ngáo ngáo vậy đó, nhìn nó kiếm đồ chơi nó chơi không à. À. Ask her what were you. No, you ask her. Say, what were you, Dylan? What's your name? Jade. Jade? Jade, can you ask Dylan? Say, Dylan, what was your costume? Anna. Wow. You do have Anna. So what did you wear for trick-or-treating? Anna. Excuse you? Anna. No, she was a purple witch. Wow. Purple witch, right? She was gonna be Anna. She had an Anna costume. I do have a costume, Anna. Yes, so you do. Trời ơi, nó lại nó nói với lại con bé đó là nó nói là Halloween đó là nó làm á hả Ladybug. Ê, 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 that's not your shoes, Shady. Shady, come over here. Shady, come over here. Xong rồi cái hả nó nói với là con bé này, nó nói tao cũng có cái bộ đồ công chúa anh. À, chạy đi, chạy đi, chạy đi. No, she doesn't. JD, don't. JD, you only share your food with the people that they want to, okay? Not everyone wants to eat with you.
không có phải ai cũng muốn ăn chung với con hiểu không? Mẹ biết là con rất là thân thiện, nhưng mà con không có được đưa cho mời người ta kiểu đó như chưa. Nó lấy cái ống hút ra, nó chấm kèm ra, nó hỏi nhỏ nó hỏi ăn không. chạy vô học đi. Trời ơi, nó lấy ống hút quẹt ra, nó đưa nhỏ nó hỏi ăn không. Nhỏ nó nè. Rồi bà chạy kìa, bà chạy đi đâu rồi? Trời đất ơi, sao rồi bà chạy mới đứng lên. Show. Rồi chạy nè. Nó coi đừng vô đó đứng chạy trước rồi đó. Rồi coi nó làm cái gì trống nha. Làm gì đứng lắc lắc. Ôi trời. Oops. Hi Judy. Mình đâu nữa rồi? Đâu rồi? Ủa nó gì lại kia nữa rồi? Trời ơi, thôi. Cái lớp học này cũng mệt lắm nha, không có cái gọi nữa nó đâu rồi. Ui sao tôi lại ở đây là nó lại ở kia vậy? Nó mất tiêu rồi. Cái lớp này nè, cái bức tường này nè, chỉ là bức tường này xong rồi có cái khung nhỏ này thôi. Không, Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ đi ra ngoài để Ngọc đứng Ngọc quay. Ngọc đi ra ngoài đường tại vì hôm nay trời đẹp lắm. Ngọc sẽ đi ra ngoài đường. Để đây nè, đi ra ngoài đường nè. Hôm nay trời đẹp nè, đi ra ngoài đường để quay cho mọi người coi. Đó. Đi ra đường đi này nè. Vậy quay về nó khỏe hơn nè. Đó. Đây là xe cổ nè. Đây là lớp học nè. Đó, mà quay về có thấy cho em cô chú. Đây bữa nay lớp học có 2-3 đứa à. Không, đây quay về thì nó bị cái gọi là cái kiến nó dội lại cũng khó thấy. Không, cái kiến nó dội lại cũng khó thấy. Không, Ngọc suy nghĩ lại rồi, Ngọc phải đi vô tại vì Ngọc đứng ở ngoài đây mà mấy đứa nít nó thấy Ngọc nó sẽ mất tập trung. Nó sẽ không nhìn cô giáo học. Ngọc sẽ đi vô. Kệ quay được nhiêu quay. Chứ đứng đây thấy cũng kỳ quá, tự nhiên có mình đứng. Nó hơi bị kỳ. Rồi, đâu rồi? Chô, coi nè. Đó, coi bà ngồi kìa. Nó đang kể cô giáo cái vụ án gì đó, nó ma mì ra đi gì đây nè. Nó coi ngồi kìa, nó coi được không? ngồi không yên nữa chứ vậy. Nó chỉ ngồi nghiêng thì thôi, coi ta ngồi nè. Ai cũng nhìn nó kìa. Đây mở FaceTime cho ngoại coi. Ngoại cũng đang ngồi trên video nè. Mở FaceTime cho ngoại coi nè. Rồi. Đó, thấy nó ngồi không? Không, để đây quay về cho ngoại thấy dễ hơn nè. Đó. Đó, mà có tím đó. Rồi ta ngồi ha. Rồi, đứng lên nhảy đó. Chưa, trời. Ủa, mẹ còn thấy không vậy mẹ? Bên mẹ là con thấy là camera bị ấy rồi đó. 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 Chị chỉ thấy trong nhảy. Đó, con nít nó phải vô nó mấy cái lớp này nè. Chứ còn cái lớp mà cảm thụ âm nhạc kia là những cái bước dạo đầu, ngồi dạy lý thuyết rồi. Học cái lớp đó mà mình còn chán mà ở chứ nó. Lớp gì mà vô gì nốt nhạc rồi năm dòng kẻ rồi khuôn khiếp rồi này kia nọ. À, con nói được. Nhưng mà mỗi lớp sẽ dạy cho nó mỗi cái kỹ năng khác nhau. Chú, không có bả đâu ngoại. Thấy không ngoại? Dữ không? Chú, cái này mà ngoại cái này mà ngoại mở tivi lên coi mấy ấy. Về ban ngày nó quen, nó tiếp thu tốt, nó giỏi, có gì đâu. Gầy cho nó sáng và thông minh mà nó thích. Mà chứ mày thấy hả, dễ gì mà ai mà vô dạy mà dễ nốt nhạc mà nó kéo cái nốt nhạc ngộ mất cười. Mày nói cười cũng chết luôn mà, không nhận mày nể nó luôn. Quay kế hoạch xuống, quay kế hoạch xuống. Đâu rồi, đi đâu rồi? Mất cười thì chứ không ai ngờ nó dễ được cái nốt nhạc.
Đây nè, có bả kìa, thấy ghê quá chưa? Cô giáo kêu ngồi. Ủa mẹ còn thấy không vậy mẹ? Không. Ủa gì kỳ vậy? Sao vậy? Mạng của bà ngoại bị yếu rồi. Bà ngoại là lúc nào cũng theo sát chặng đường của trai với cô chú. Thấy rồi đó. Thấy chưa? À, chưa. Thấy rồi. Chưa. Khoan, đâu rồi? Nó mất tiêu rồi. Đây, nó đây nè. Đó. Ghê chưa? Nhảy dữ lắm. Ngày thứ hai đi học nhảy đó nha. Từng rồi là nghỉ ngày rồi, từng rồi đi Chicago nghỉ ngày rồi, nay là ngày thứ hai đó. À, dữ. Wow, dữ. Cô giáo làm đường nó làm nẻo. Ừ. Chưa có thời gian đi mua đầm xè luôn á. Bữa giờ bận quá trời bận luôn. Thôi thầy nghĩ cái đầm nó cũng được, cái từ từ đi. Dữ chưa? Trời ơi, giỏi chưa? Chứ con phải nhìn cái kiểu bà nhìn thì cũng muốn giọng phải ghê cái kiểu nhìn. Rồi, để lấy cái đó đưa lại cho cô. Chụp, đưa đó, đưa. Trời ơi. Rồi, đi qua bên kia rồi. Rồi, đó. Nay được 2, 4, 5 đứa. Đó, giờ đứa xếp hàng nè, lại nhảy kìa, nhảy nè. Đó, nhìn vô kiến nha, cái nguyên cái tụi đó đang nhìn là nhìn vô kiến đó. Coi giang hồ nè. Vừa đứng. Đứng mình né ra để cho người ta thấy mình, nó ngó nè. Có mắc cười không? Vô để lùng nhất đám luôn như này. Đứng liếc à. Chuẩn bị 2 tuần nữa là đi khám mắt nữa rồi đó. Khổ ghê cặp mắt đó. Đứng nói chuyện. Đó, cô chú thích mấy cái đít. Ui xa, và máy đi. Đó. Ngoài con nó đi rồi nha. Thấy nó đi nè. Trời ơi, sao nó không đi với người ta mà nó đi chỉ chạy trời. Giang hồ đi cái vé nặng nề. Đi giang hồ mà sao đi càng nhảy được. Phải đi cho nặng nề chút. Rồi nó đâu có theo này. Rồi giờ phải đi lại nè. Rồi 1, 2, 3 rồi, bà cô phải chỉ đi lại nè. Đó đi rồi. Nó chạy không. Ngồi đi kiếm gì lạ. Ờ thấy người ta đi đứng đây rồi lại chào người ta. Hái chị đi. Đi lại học cô giáo kìa. Người ta đi. Bả bên đây mình dậm chân với bên đây vậy. Rồi. Xuống đứng là chắp tay xấu đít rồi này kia làm. Đứng làm như ta đây là giám thị rồi chê chắp tay xấu đít rồi cô giáo mà. Đó coi kìa. Giờ là đi ngược. Bé này mới vô hay gì á, bé này hôm bữa không thấy mặt nó nè. Cho con ta đi rồi, thấy không? Phái bà kia bà phái đi cho lẹ vô rồi bà đi sai. Bé này đi rồi, thấy không? Chưa hết đoạn đường nữa. Nhìn thấy thương. Chù về nhà là con dạy đó chứ, con lâu lâu là con nhắc là chay ơi.
một cái khung nhạc là có mấy cái dòng kẻ, rồi ở giữa mấy dòng kẻ có mấy cái khe đồ kia, con dạy lại hết đấy chứ. Oops. Bé ơi, bé. Cô giáo không, mà cái bữa đó cô giáo cũng cho mình vô ngồi coi, tại vì để cho mình, tại nó còn nhỏ á, nên là cô giáo phải cho mình ngồi đó. Cái nốt nào sao sao đời này kia. Oops. Chưa có bài đi kìa. Hi Judy. Đừng có đứng nó nép vô con người ta, đợi đụng con người ta vậy đó, đó, đợi đụng lớp trưởng đó, lớp trưởng à. Trời ơi, sao chay, nó không đứng ngay chỗ giữa như bé này, nó đứng toàn nó nép nép, khi không không quay nó được luôn á con này nè. Ai cũng đứng ở đó, nó ngồi xuống, nó quỳ xuống coi được không. Đứng đằng kia không à. Rồi, thấy rồi, vậy đã thấy rồi nè. Hello. À, cho nó bẹt cái háng ra đó. Nằm cò bé bé đó. Rồi đó mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. À, về chạy. Cô chú ai cũng mắc cười, dân chơi Michigan học múa. Dân hồ Michigan học múa. À, giờ Vũ này mới dễ thương nè, cặp này Vũ dễ thương. Đi học múa tiên, đi học múa còn được gọi là đi học Vũ. À, đó Vũ đó. Rồi. Oops. À, coi nó Vũ này nha. Vũ dữ lắm à. Mốt lớp học múa này 45 phút rồi. Múa là phải 45 phút chứ. Chứ nửa tiếng không đủ. Vậy giờ bé này sẽ đứng không làm gì vậy nha? Đứng im vậy? Làm theo cô giáo. Hay là mới vô mắc cỡ? Ủa cho nó đi đâu hoài trời, nó đi đâu trời, cái chỗ đó nó không chịu đứng, nó bước lên kia được. Mày thấy không, mới ngủ dậy đó, là trên xe mới vừa ngủ mua dậy luôn đó, chứ không phải giỡn đâu. Nói tới chỗ là nó mở mắt đã dậy liền, là tươi tỉnh liền. Nói tới chỗ trời ơi, giật mình vậy là đi liền, mặc đồ vô vô liền. Ai biết nó mới vừa ngủ dậy không. Ngủ vậy cái là xong.
Làm gì vậy? Đó, đúng rồi, đứng ngay chỗ này nè, cho mẹ dễ quay cho cô chú coi. Đúng rồi, giỏi quá. Để cho ngoại bà coi luôn đó, dừng cho bà ngoại bà coi nè. Ngoại nè, đó. Ngoại chay nè cô chú nè. Hello. Hi. Đó, để đây. Đó, ngoại coi nè. Trời ơi, người ta đứng không mà đứng ngồi lết với đâu chi vậy? Là biến đứng. Chú coi đứng là đứng chip, khép hai chân lại kìa. Học đang học nhảy cóc đó. Đó. Học nhảy cóc đó. Rapid à, đúng rồi, đang học nhảy cóc đó. Hi. Con để con bé để thương rồi. Hi chị đi. Ừ, đi vô học đi. Đi vô học đi. Chu. Dancing. Yeah. They dancing. Hả? Huh? Are they dancing? No, they dancing. You see that? Dữ chưa? What? Wow. Quay vòng vòng. Dữ chưa? Giỡn đâu. Hi. Hello. Ừ, dữ lắm à. Nhấn giỡn đâu. Nhảy như robot vậy đó. Đó, để quay vào ngoài coi nè. Rồi rồi sẽ đứng thôi. Đúng rồi, mốt mốt dặn đó, mẹ đứng chỗ nào cũng đứng chỗ đó để cho mày dễ quay nha chị. Trong chạy lăng xăng mẹ quay không có được. Có ai chạy lên game của mình đó trời. Không, học lớp nhảy này có lý nè, lớp nhảy là có lý quá nè. Lớp nào hả? Lớp nào cũng có lý hả? Đổi cái lớp nó có một cái cách khác nhưng mà nó mới vô. Nó đâu rồi, mất tiêu rồi. Đổi lớp. Mỗi lớp là mỗi cái gọi là cái gì ta, cái khác nhau. Đúng. Âm nhạc là mình phải ngồi mình lắng mình nghe. Học lý thuyết từ từ, trong âm nhạc nó có gì sao, còn nhảy là phải nhảy cà tưng cà tưng cà tưng, còn bơi là phải bơi. Mày vô cô giáo dạy lên ghế lên bàn ngồi đàn và thương quá. Mới đầu chị nghe đi học nhạc chị tưởng là vô trỏng là vô có chỗ chắc có đồ chơi gì rồi, đồ chơi nít mà. Ai ngờ vô cô toàn dạy lý thuyết không. Cô dạy gì mà năm dòng kẻ đồ nói mà con có khi mà cái người mà lớn tụi có khi dạy mẹ vô mẹ còn không hiểu vậy gì đâu. Mẹ có biết một nốt nhạc có mấy nhịp không? Sao biết được? Dữ chưa? Chà, cô chú chắc thích cái video clip này lắm nè. Cô chú chắc đợi chứ. Đứng này nhúng rồi nè. Dữ chưa? Bận cái bộ đồ đứt diêu diêu rồi nè. Bà cô cái bữa đầu tiên nó đi học á, bà cô hỏi nó mấy tuổi rồi, cô nói 3 tuổi. Bà nói nhà có anh chị em gì không? Nói không, nó là đứa một à. Bà nói wow, nó nghe giỏi rồi, nó làm theo được nữa. Bà
bà tưởng là nhà là có chị em mấy anh chị lớn rồi thì nó học theo mấy đứa đó thì nó biết không, nó nói không, nhà con mình đó à, con mình ên với nó, con nói với nó kỳ nói nó kỳ lai, bà nói con nói nó kỳ là con mèo gì, thôi đi ra học đi, con nói nó y chang con chứ không khác con chút nào, không bao giờ đứng yên, phải làm gì khác người rồi kia mới đúng chứ, còn mà giống người ta không thích ngộ vậy đó. Hai bé này cứ lại đứng ngoài. Hi, what's your name? What's your name? Me. Yeah. What is your name? Is your sister in there? Your sister is dancing. Này mà coi qua vi trời ơi đứng rồi nhúng qua nhúng lại nữa kìa. Xô xa ơi. Này này ngoài bác con phải coi cái này mới hay nè, đó. Trời ai kêu nó nhúng đít, nó nhúng dữ lắm ừ. Đít là mà đưa dữ lúc đó kìa coi. Nó gì chứ mà lắc đít là dữ lắm. Tiếu thiệt chứ. Bởi vậy hả, bởi vậy cứ mong cho nó lớn cơ mà. Lớn cái là rồi để cho đi học cái này cái kia, nhìn thấy cưng phải không? Thôi là bắt đầu năm sau là 4 tuổi bắt đầu học piano được rồi đó. Học xong 60 tuần của cái lớp âm nhạc là bắt đầu học với piano được rồi. Tài cát nhiều mình được. Dữ chưa? Chù cha chi bẹt háng gì kinh. Bẹt gì vừa. Trời đất ơi, tự nhiên đang đứng đó cái lề đứng lần kia có được không? Khỉ khọt vậy sao? Bà cô em cái miếng lại đứng sao người ta, bà cô phải lấy bà lấy sửa lại có được không? Bà cô bà nói chay bước về chỗ cũ nên là nó đứng kế bà cô. Hi JD, wow. Hay quá tiếng Anh luôn. Công nhận. Thiệt cái chứ mốt mình dạy nó. Hái gì đi. Đi về, đi về. Đi lại kia. Kìa, làm giống bạn kìa. Muốn là muốn tự do cái đó, muốn tự do. Chú còn chu mỏ nữa, muốn còn chu mỏ. Mấy chị kia đàm đàng hoàng ghê chưa? Mấy chị kia lâu, mấy chị kia học lâu, nó mới 2 ngày. Ừ, coi coi. Hay lắm rồi đó. Hiểu học hỏi vậy. Nó là múa là nó là tạo ba lê với đương đại với lại tự do rồi hip hop rồi kia. Nó là đủ múa, trời ơi, cứ sống mừng lên cứ làm gì? Làm gì chạy? Chạy đi múa mà có mẹ ngồi đây là vừa làm bình luận viên rồi thôi xong luôn rồi. Hay quá. Bên mẹ tạm dừng. Tạm dừng rồi hả? Tự nhiên bị tạm dừng miết hết trời. Đó giờ thấy rồi đó. Mặc bộ đồ nó nhìn nó cao chứ. Ừ, nó mặc cái bộ đồ này thấy cao nhưng mà chắc nó mặc cái váy vô cho thấy là thấy lùng. Váy xè xè cho thấy lùng. Vui thiệt. Ai. Vậy
chưa? Mua mua đường đại đó. Để em trả lại cho cô. Trời ơi, đi lấy cái miếng kia trả cho cô nữa kìa, có lẹ không? Dữ lắm à. Trời ơi, đó, 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 ba lê đường đại. Vô được có 2 ngày không, mà sắp sửa lần lần là biết chứ mình là đó. Đúng rồi, đóng mất tiêu rồi. Rồi. Lớp trưởng là bị lớp trưởng à, đó lớp trưởng đó, mình giỡn với lớp trưởng nha, lớp trưởng khó tính lắm à. Mà cô có kêu chay xếp hàng vô. Giờ hết ngồi là ngồi có được không? Rồi nói chuyện với cô đó, đó là nói chuyện với cô, nó nói gì đó, rồi mét gì đó, nó lớp trưởng la con đó, rồi mét cô. Đó, lại mét cô nè, nó lại lớp trưởng la con hay sao đó. Rồi lớp trưởng nói là con đâu có la đâu. À, nó kể lớp trưởng là nó muốn coi Elsa, mà nó thích Elsa. Sure. Cô kêu chay xếp hàng vô. Đó lớp trưởng la nữa, thấy không, lớp trưởng nhắc nhở nữa. Bé đó mắc cười lắm. Hi. Hi. Hello. Lớp trưởng này xăm mình nữa ta, giữ ta, cái tay lớp trưởng xăm rồi. Trường mới đứng mới nhúng kìa. Francesca's house. Đu sao? Đó rồi, đó hai người đứng gây lộn nữa, đứng gây lộn nữa. Ừ. Tại vì nó đứng nó đu cái xà, cô nói là đu cái xà sẽ té. Cô điếm, cô nói là đi ra chỗ khác, chạy chạy ra. Mà chạy bây dạy mấy đứa này hư. Có bà cái bà làm điệu hẳn nhá. Lớn rồi. Lớn chứ nó học trước nó biết. Trời ơi chay à, nó chay với lớp trưởng ngồi à. Cô này là cổ là chủ của trường này luôn đó. Ừ. Mỗi lần con nhắn tin là nhắn với bà không á. Bà hôm qua bà khỏe thì chứ hôm qua con hỏi bà là hả cái lớp hôm qua của con chay là 5:30. Cái đúng hả? Cái hả mà con nhắn tin con hỏi bà là con, tại vì con nhớ cái lớp này là 11:00. Con nói có phải là lớp này 11:00 không? Bà ừ. Trời 11:00 con qua có ai đâu. Trời ơi, tôi ngồi đợi nửa tiếng hồ không có đi về coi được không? Nhắn tin cho bà hỏi ủa tại sao không có, bà nói ở lớp này nè, 5:30 lần tôi xin lỗi mày nha. Trời có được không? Hôm qua nghỉ. Hôm qua nghỉ. Cô nói thôi bà cancel lớp hôm qua cho tôi đi chứ còn đi học ngày một tuần 2 ngày vậy không có thời gian. Chạy tới lớp trưởng xích ra kìa. Lớp trưởng xích tránh xa chạy. Ngày 16 này nè, là có hẹn khám mắt nữa nè. Rồi, đó, wow, chay sẽ làm giống y chang cô nè.
mở đèn sáng lên coi. Ui sáng quá, sáng quá. Rồi, ok. Chú coi cái bàn chân dơ hầy đang thôi, không biết cái sàn này có được chùi lau nhà không ta. Rồi, ready Jay đó, cô hỏi sẵn sàng cho Jay đó. Rồi, giờ tới bé khác nè. Giỏi. Cái này là cò chẹp. Lớp trưởng coi lớp trưởng. Ta đang nhảy lớp trưởng nhảy theo nữa chứ. Xa dữ chưa? Ui xa dữ chưa? Wow. Look. 1, 2. Rồi, ai nhảy đây, tới ai đây? Chơi nè, chơi về chơi cò chẹp nè, chơi với lớp trưởng. Cò chẹp, trò chẹp, đúng rồi, giỏi. Lớp trưởng nè, đó lớp trưởng. Trời, lớp trưởng là lớp chi vậy trời? Trưởng giờ dành chỗ nữa. Chị này làm đúng nè. Về con dạy nó, con phải lắng nghe cô nói để con biết, để con làm theo. Cô kêu dọn á, cô kêu chạy lại dọn cho cô đó, suốt cô bà. Giờ xong rồi đó hả? Chưa, dọn cái đó thôi, làm xong học xong cái nào là dọn cái đó liền ngay lập tức. Chú lớp trưởng lanh lẹ lắm nha, trưởng dọn 4 cái. Giật của lớp trưởng luôn, giật của lớp trưởng. Hello. What happened? Did you have her book? Maybe it's at home. That's okay. We'll write in it next week. It's okay. Yeah. We started their dance today. It's going to be to Swing on a Star. Would you like to swing on a star? Mommy probably stepped out for her car. She'll come right back. She'll come here. Mẹ, con không có cái cuốn sách đó. Lên lại đây. JD, come here. You don't have a book? Uống mấy cà phê đi, uống mấy cà phê đi. Xong chưa? Bữa nay con học vui không? Vui không? Lớp trưởng. Con không có bút mà, nhưng mà lớp trưởng có la con không? Lớp trưởng có la con. Lớp trưởng đâu? Chỉ mày coi lớp trưởng là. Con biết mày đang nói ai không? Lớp trưởng nào? Ủa, con biết mẹ nói các bạn này lớp trưởng luôn hả? Trời ơi, nó... À, con muốn cái bình nước giống bơ xạ hả? Trời, tôi nói lớp trưởng là ai, nó biết luôn trời. À, giống nhau cái nước cầu và đe, đúng rồi. Mà lớp trưởng đâu? Đi về nhà lấy nước. Nhưng mà lớp trưởng là ai đâu, chỉ mày coi lớp trưởng đâu? Lớp trưởng. Chạy đi, lớp trưởng đâu? Yeah, and she's going to Francesca. Yeah. JD. That's body water. Yes, you are going to do a fantastic. So everyone, good job today. Good thing. Thank you. Bye. See you later.